Cái này không bật vào anh cái set này hay để cho nó căn luôn rồi anh đấy. Anh căn như thế. Phải lên sân khấu à? Đây anh ơi, tí tí mình ngồi lên cái ghế to nhất kia. Mình vơ đét luôn. Tuyền ơi, hộ anh ra cái chỗ ông Đạt này cả. Chan chan tin cha đê đê. Hello các bác vào xem chưa ạ? Đây là khung cảnh hậu trường của đại tiệc FA tháng này. Xin chào Nguyễn Phi Long, xin chào Nguyễn Phương. Xin chào Nguyễn Phương. Đây, với các bác nào mà chưa theo dõi đại tiệc FA của chúng tôi từ tháng trước thì chúng tôi đã đổi sang một format vô cùng mới. Các bác có nhìn thấy cái ghế này, không? À. Nguyễn Phương kỳ sau sẽ cố gắng sắp xếp ạ. Cảm ơn bạn. Cảm ơn Nguyễn Phương rất là nhiều vì đã ủng hộ đại tiệc FA của chúng tôi. Ngày hôm nay nhá, là chúng tôi bật mí cho các bác là ngày hôm nay trong đại tiệc FA số này sẽ là sự xuất hiện của một cô gái và 6 chàng trai. À kia, đây là những cánh cửa mà lát nữa thì các chàng trai của chúng ta sẽ đứng ở trong đó. Nhưng cô gái nhân vật nữ của chúng ta ngày hôm nay, nhân vật chính ngày hôm nay nhá, thì bật mí cho các bạn thêm một chút xíu là Hải Sơn đã nghe ngóng được là bạn ấy là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, một bác sĩ thẩm mỹ. À, đại tiệc lần trước. Cảm ơn Nguyễn Phi Long nhé, cảm ơn mọi người vì đã dành những lời khen dành cho chương trình đại tiệc FA cũng như là tất cả ekip thực hiện chương trình. Đó, chúng ta thấy được rằng là chúng ta có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng của đạo diễn, kênh quay phim ngay ở phía bên này thì đấy, các bạn thấy không, là rất là nhiều quý vị khán giả ngày hôm nay đã đến đây để ủng hộ cho tất cả các nhân vật nam cũng như là nhân vật chính, nữ chính của chúng ta ngày hôm nay mà tôi vừa bật mí cho các bạn. Mai nó mới về rồi, hủy cái lịch đi. Sau khi em thi xong học kỳ 2 lớp 10 em sẽ kiếm vé để tham gia. Yay! Cảm ơn Nguyễn Phi Long nha, cảm ơn mọi người, cảm ơn Thu Lan này, Nguyễn Hải này. Tất cả mọi người đã đến đây xem livestream của chúng tôi. Các bạn hãy tương tác thật là nhiều nha. Đặt những câu hỏi dành cho các nhân vật lát nữa mà chúng tôi sẽ phỏng vấn. Ok. Báo cho trường nhá. Hello anh Sơn Đẹp Dài, hello em. Thế là rồi, để tạo cho các bác một cái không khí nó rồi chỉnh hộ em cái này to lên xíu nào. Đó, đây các bác ơi. Có anh Ngô Hải Nam không ạ? Cái này thì tôi bật mí luôn các bác là anh Ngô Hải Nam của các bác là sẽ tham gia vào một chương trình sắp tới đây của bữa trưa. Nha các bác nha. Đây. Để làm sôi động hơn cho chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ cho các bác xem một cái nhân vật mà ngày hôm nay là diện cho mình một cái bộ cánh nó rất là nổi bật. Đó chính là anh Trịnh Tiểu Trung, nhân vật đại sứ FA ngày hôm nay. Anh ơi, anh thể giải thích qua cho các bạn hiểu rằng đại sứ FA là mình sẽ làm vai trò gì anh? Ế bền vững à? Ôi. Trải qua nhiều mối tình rồi, ế là ế lúc này thôi chứ phải ế cả đời, tức là đã từng yêu và đã từng chia tay nên có rất là nhiều kinh nghiệm nên mới tới đây để san sẻ. Và đặc biệt đại sứ đây là người rất sợ ế nên là muốn tất cả mọi người đều có cặp đôi và có tình yêu. Hơn nữa là đại sứ đây mà nghĩ sao chung muốn chung là vị trí độc quyền, tức là mình phải là duy nhất. Chỉ mà chỉ một mình thôi. Nếu mà ai cũng phải có đôi, đặc biệt là đến với đại tiệc FA thì phải đẩy lùi FA, không ai để FA nữa, chỉ để một mình tôi FA. Nhưng mà anh ơi, em nói thật thế này là nhà hàng của bọn em, à V6 của bọn em thì có một người mà ế thâm niên, em nghĩ là cũng có thể là so sánh được với anh luôn, là chị Tạt. Thế thì kia ngồi dưới kia lát nữa là đấy. Thế cái ca này là mình nói nhỏ với nhau thôi, cái ca này thì anh nghĩ là mình phải giải quyết thế nào anh? Không, thật ra thì mọi người sẽ có một vài bất ngờ, biết đâu được một ngày nào đó Tạc ngồi trên ghế này thì sao. Giống như hồi nãy thì Trung nghe Sơn giới thiệu á, là hôm nay là vai chính là một bác sĩ thẩm mỹ thì đúng rồi, thật ra đó là người tay trái của Trung đó mọi người ạ. Ôi, vì hôm nay Trung chính là nhân vật chính đó mọi người. Trên ghế này đó, mọi người hỏi đi, tại sao lại muốn có một đồ đổi như vậy? Đúng. Đây, các bạn hãy xem cái logo mới rất là đẹp của đại tiệc đây. Logo rất là tuyệt vời cho mọi người, logo được thiết kế dựa trên những cái đèn neon rất là xinh, đã thay đổi cho logo số trước của đại tiệc đây. Dạ. Mọi người nhớ là 20 giờ tôi mở VTV6 lên xem thì hôm nay chúng ta có 6 cực phẩm. Cực phẩm. Cái này là anh hứa hẹn nha, hứa hẹn trước với khán giả là cực phẩm nha. Nói sai. 7 cực phẩm. 7 cực phẩm là bao gồm 6 cực phẩm để cho cô gái lựa chọn và một người đứng ở giữa chọn lựa giùm cô gái.
Sồi ôi đấy, em quay anh xem các bạn thấy xem cái dáng họ anh Trịnh Tú Trung. Rất là tuyệt vời. Có Tân Trung là cực phẩm chứ. Thật ra là làm chương trình như vậy á, là để cho tìm cho các bạn có đôi. Còn những các bạn nào mà không may mắn mà không ghép đôi được á, thì chương trình sẽ tìm cách ghép với người ta. Ôi rồi ôi. À đúng. Những thực phẩm mà không may mà chưa tìm được tình yêu thì mình ghép thôi. Tạc cũng có chút cơ hội chứ để tội nghiệp lắm. Chứ các bạn có đây cũng có gặp hết mà chung coi. Thì xấu cũng mười mấy năm nay rồi. Chính xác. Tại vì thật ra là cái nguyên của cũng ác. Ác lắm. Ác sao anh? Làm cái chương trình mà để cho mọi người lên để chứng kiến cái khoảnh khắc có đôi. Đặc biệt cái cuối tập mà mỗi tập mà đâu đúng rồi đây cái gương mặt này, cái gương mặt nó thâm niên đi, thấy cái cảnh mà cặp đôi người ta ghép với nhau là tạc dạ, nó khóc à, khóc đứng à. Ở trong góc nó khóc đây đây đúng rồi cảm xúc đây thưa quý vị, lộ luôn mình chơi bài ngửa luôn. Đơn giản như nào nhỉ? Mình kể nào. À, đẹp trai nhưng không cần quá đẹp trai. À. Nhưng là một người ôi em thấy là 6 chàng trai đứng kia là họ lần lượt đi về hết rồi đấy chị ạ. Về rồi, nghe trong cái tiêu chuẩn đấy là người ta về luôn. Thế bây giờ cái chuyện câu chuyện ế của chị là em nghĩ là mọi người đã nói rất là nhiều lần rồi. Bây giờ mình à đúng, những cái giọt nước mắt khi mà mình nhìn thấy kết thúc chương trình. Cảm xúc nó bắt đầu cảm xúc này. Nữ chính này bình thường quá. Một bạn có nick Facebook là Tít Nguyễn comment. Đấy là những cái lần mà em khóc đấy. À. Là xong ghép cặp xong cái là tất cả ekip quay ra là đấy mày thấy không? Ừ. Đến người ta làm đấy tìm ra được. Mày dẫn ba cuộc của mày vẫn thế. Là một lần chào với trái tim. Gọi là đầy dẫy những cái nỗi đau, đầy dẫy những là tổn thương và vết xước của em. Đấy, thế là mỗi... Em khóc là tại vì em găm lại không có hạnh phúc. Thì nói thẳng rất là gato đấy. Gato, nhưng mà này, em kể có không phải em bảo này có khi nào là nghiệp nghiệp nó vây vào người vào mình không? Không phải nghiệp em mà. Người ta gọi là sinh nghề tử nghiệp. À ok. Chót là cái ông ma bà bố chị ta đời. Chị là một người rất chuyên nghiệp. Rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Chuyên tạo nghiệp. Vâng, và mọi người phải biết là ông bà ta ngày xưa có câu là mỗi lần mà mình xây riêng cho ai đó mình ít đi một tí. Hết. Đấy là Google có nhá. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ em bảo này, tí nữa mình dẫn xong ấy, mình về nhà thay vì mình ăn tối thì mình ăn hối cải đi. Được không? Là mình ăn hối cải đi chị ạ, là thế nào bớt nghiệp lại. Đây đại sứ FA đây. Này nhưng mà chúng ta là như thế này. À nhưng mà người nói đâu tay. Là người đắt đồ lắm. Đúng Sơn này là một người đắt đào. À đó là lý do tại sao không được làm chương trình này. Xui chưa? Dạ xui. Ôi xui đâu. Ôi đào hoa biết sao không? Trước khi sau khi mà nó làm MC của mình thì lại về làm thêm đào hố. Xong rồi nhà lại bán hoa. Bán hoa đúng rồi. Thế là đào hoa quá thì người ta lại sợ vào đây là làm sai mất cái tính chất chương trình. Đúng rồi, chương trình đánh giá như thế thôi. Tại vì thế mới thông cảm với nhau được. Chứ còn mà thực sự là mà không thông cảm thì khó lắm. Thì đối với nhau bị tấm lòng mà. Người với người sống với nhau bị tấm lòng. Eo rồi đấy. Cần có một tấm lòng. Cần có một tấm lòng.
sống nữa. Vì em có tấm chồng đâu. Này, nhưng mà người ta vẫn vẫn trên con đường đi tìm một tấm chồng. Đúng, trên con đường. Cái chặng hành trình này bao giờ. Anh hiểu không? Một tấm chồng tìm rất dễ. Mình chỉ cần tìm một tấm mình chồng nó lên. Là tấm chồng. Còn em bao giờ em nói là tìm cần một người chồng. Đấy, nó lại là rất là khó. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi. Trò chơi gì? Nói là hôm nay cặp đôi này ghép đôi đúng hay sai? Nếu đúng thì chó ốc đêm nay là bây giờ chưa chẳng khóc luôn. Em nghĩ rồi, dù đúng hay sai đây, chó ốc vẫn là người này trả tiền. Là người quay livestream trả tiền à? Đây. À người đấy. Đấy cái người đấy, người đấy. Úi giời ơi, đấy chị biên tập là dí cho em thêm một nhân vật nữa ngày hôm bây giờ, nay. Bây giờ không, bây giờ phải đẩy đi, không được như nữ chính. Nữ chính trốn đi, đúng rồi. Không hề. Đây cái này chốt này, đại sứ đây có ra nói chuyện bạn này nữa không? Đây đại sứ, đây là đại sứ của chúng ta. Đây chính là Huy, đây là anh thanh niên nhé mọi người nhé. Bây giờ anh nên nói một điều gì đó về sự thế của bạn nào. Không rồi. Tức là em mượn nguyên bộ sưu tập của người ta luôn. Em về giặt xong rồi bị phai màu thì mọi người. À, tức là đầu tiên là cái vest màu trắng. Không hề. Hôm trước là màu hồng hơi pastel nhưng à. Vì ở bẩn. Thế là bây giờ nó thành cái màu hơi xám xám xịt xịt như chuyển màu kiểu này. Được là các bạn duyệt đi, các bạn nào comment cho tôi nào. Thôi bây giờ mình nói Huy đi là Huy có ế không? Bây giờ em có ế không? Hiện tại nha. Thật nha, thật lòng nha. Thực ra thì ế thì từ bé là em chưa biết cái từ ế là gì trong cái từ. Wow, chết rồi. Wow, anh ơi. Thôi chết rồi. Em nghĩ là cái số này hôm nay là nó không là nhờ dí của Huy tới đây để mà cho các chàng trai đỡ ế đó. Người ta không ế, người ta đào hoa từ bé. Không nhưng mà đây là hưởng vía, hưởng vía. Hưởng vía đúng rồi. Để mà sang sẻ cho mấy bạn đó. Trời ơi, bé đáng yêu quá. Rất là đáng yêu. Chủ hát nha, chủ hát nha. Hello mọi người. Buổi đẹp quá à. Cảm ơn mọi người nha. Các mọi người nhớ rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bật TV lúc 20 giờ trên sóng VTV6 nha. 20 giờ trên VTV6 để theo dõi đã tiệc FA ngày hôm nay. Úi giời. Anh xoay ghế ơi. Vâng, ok. Đây, phỏng vấn Huy. Huy giờ một tí. Là ngày hôm nay là cảm nhận thế nào khi mà đến với cái đại tiệc của chúng tôi nhỉ? Hôm nay thì thực sự là em được trải nghiệm một cái không khí nó toàn những ghế. Không có quen. Khác mà, bởi vì từ trước đến giờ thì mọi người em chưa bao giờ có cái từ ế trong cái từ điển của em cả. Nhưng mình có một cái bí quyết nào không mà từ bé giờ mình không có ế vậy? Mọi người chỉ cần không dám nhìn nhận sự thật thì mọi người sẽ thấy mình không ế. Ôi, nói như tát nước vào mặt. Đâu chưa, cái này quan trọng nè. Quan trọng. Hôm nay mới có logo mới, bây giờ cảm xúc em là một người mới tới lần đầu tiên nhìn cái logo này, thấy sao nói thì một tiếng đi cho biên tập nó yên tâm là nó hỏi anh hoài. Thật nó có hỏi hoài là có đẹp không? Thôi xong anh ơi, toang rồi. em không biết cái phông chữ ở trên đó là phông chữ kiểu điện tử rồi. Đấy, chị em chưa nói. Hơi nê ông một chút xíu. Em rất đông, bây giờ em nhìn em rất đông. Tổng quan thì cũng gọi là được khoảng 6/10. 6/10 là khá. 6/10 là điểm của HR dành cho logo mới của đại tiệc bay. Còn chuyện gì chúng tôi vừa học tính sao? Giờ mình hỏi thêm câu nữa nè. Nào hỏi thêm câu cuối cùng. Tức là mọi người đều nói là hôm nay chúng tôi có 6 thực phẩm. Rồi mà 6 thực phẩm là người sẽ diễn cùng tiết mục với lại HR để mở màn. Thì bây giờ hỏi HR này, bạn cảm nhận thế nào về 6 cái chàng trai mà chương trình cho là thực phẩm? Là chúng tôi nói thật nha. Không, cái này thì nói thật. Là đã có gặp qua chưa? Gặp qua 6 bạn đó chưa? Chương trình đó à. Hơi đùa kiểu là muốn trêu anh MC, muốn trêu anh biên tập viên một chút. Còn nói về mấy cái chàng trai thực phẩm trong ngày hôm nay thì em có cơ hội là được chạy chương trình với các bạn ấy rồi, là thực sự là gọi là gì cả. Đến cùng các bạn em tự ti. Tự ti? Trời ơi, tôi chứ là em không có cảm giác ế mà bây giờ mình có cảm giác tự ti. Em ơi, biết tại sao đẹp hơn em thiệt, còn người ta ế. Còn mình không phải là hoàn hảo nhưng mình đẹp mà mình cũng ế. Đúng rồi, đúng rồi, cái thần thái của mình người phải thể hiện ra. Không ế là mình giỏi nhất. Thực ra là kiểu em cũng muốn mọi người biết em là một chàng trai. Mọi người hãy giống như em, đừng nhìn nhận vào sự thật. Em hiểu rồi anh ơi. Hơi quay cuồng nhưng em hiểu rồi. Giả sử mà câu chuyện nó mà kết thúc ở đây 15 phút là không hiểu kết cục. À đúng đúng, không hiểu luôn. Bởi vậy khi coi phim chúng ta phải coi tới cuối cùng. Xem tại kỳ cái bài cũng vậy, các bạn phải xem đến cuối cùng. Nào mấy giờ nào anh, mấy giờ nào? 20 giờ tối nay trên kênh VTV6, mọi người nhớ mở TV xem nhé. Và không được tắt TV trước khi chương trình kết thúc. Để xem cái cặp đôi chúng ta.
thưởng thức các tiết mục văn nghệ tuyệt vời đến từ năm ca sĩ Huy Đông. Rồi bây giờ thì hãy để cho đại sứ Bay cũng như là ca sĩ của chúng ta ngày hôm nay tập luyện và làm quen với chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ra phía bên này nhá. Đây, dàn cực phẩm của chúng ta là phải giấu các bạn nhá. Lát nữa mới được gọi là show lên cho các bác xem. Đây là chỉ có nhìn hương nhìn hoa thôi. Đây, vào phòng máy với tôi nhá. Phòng máy với tôi là làm gì ạ? Để gặp mặt một người mà đã rất là lâu rồi. Đến ngày hôm nay thì anh ấy mới quay trở lại đại tiệc. Hello anh, cảm xúc của anh như thế nào khi mà rất là lâu rồi mình mới được quay trở lại đại tiệc đây ạ? Vẫn ế các bạn. Vẫn. Hồi xưa tưởng là thoát ế rồi là rời khỏi đại tiệc FA, nhưng mà là mình ế lại xong mình quay lại hay là như thế nào anh? Đâu ạ? Úi dồi ôi, hôm nay là còn chuẩn bị hai cái mắc áo, không biết để làm gì. Đây, đồ đi tập. À, em... nâng cao thể lực, sức khỏe là để... Hồi nãy là đi mặc quần đùi đến đây. Úi dồi ôi, quần đùi màu vàng. Một chiếc duy nhất, chỉ một chiếc duy nhất. Chốt, lên, chốt đơn luôn này. 250 gram hồi xưa. Thấy các bạn khổ chưa? Khổ chưa, đi dẫn chương trình mà trước khi đó hôm nay cuối tuần mà phải đi tập thể dục và mặc đồ quần đùi trong này. Và bây giờ thêm bộ đồ khác. Và bộ đồ này hơi tố, đang có trong bộ đồ. Úi giời ơi, các bác comment là anh tố mà ế thì lần tới cho anh tố lên ghế nóng được không nhỉ? Anh nhìn cái ghế của chương trình cho anh. Úi giời ơi, không, cho con Tạt lên trước em ơi. Úi giời. Vừa ngồi thử rồi, vừa ấm thử rồi anh ạ. Vừa thử rồi à? Vâng, rất là hợp. Cho Tạt lên trước nhá, anh lên sau nhá. Khi nào mà Tạt đã có người yêu thì anh lên nhá. Đấy, bây giờ VTV6 ế hết mà em. Các bạn ạ, tôi chẳng hiểu sao đấy là lời nguyền hay sao ấy. Không, anh chị Tiêu Trung vừa nói là phải là những người ế thì mới làm được cái chương trình này anh ạ. Phải ế mới làm được chương trình này. Phải ế mới làm được chương trình này, mới là vía rồi. Không phải tôi nghĩ khác đấy, sao đấy. Ừ. Tôi nghĩ là ai mà người ta có đôi có cặp rồi người ta không thèm làm cái chương trình này. À đúng, cái này thì hợp lý, cái này hợp lý anh ạ. Thì có nghĩa là gì? Đây là ông Trung ông nói theo một cách khác là nâng cao sĩ diện của chương trình. Đấy. Bây giờ là mình phải nhìn vào thực tế. Các bác ơi, các bác đã sẵn sàng mở VTV6 chưa nhỉ? Chúng ta chỉ còn có khoảng 40 phút nữa thôi là lên sóng trình trực tiếp rồi. Em ơi, đi chỗ khác. Ôi. Bye bye các bác nhá. Ôi rồi. Thay đồ con đùi vàng hả anh? Đây các bác xem, đây là không khí mà chuẩn bị lên sóng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đó, bây giờ thì đã đầy im mắng luôn. Bây giờ đã là 19:21 rồi. Đó, thì các bác nhớ rằng là vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay trên sóng của VTV6 nha. Hãy cùng nhau tương tác thật là nhiều với fanpage của chúng tôi, fanpage Bữa Chui Vẻ nha mọi người nha. Rồi, ok, còn bây giờ thì còn lại sẽ xin chào và gặp lại mọi người thôi. Bye bye mọi người, bye bye các bác. Bye bye.